好，各位同学早安，这里是明传大学的国际办公室，我的名字叫 Ivy。那等一下的说明呢，我们会用中文还有粤文说。那粤文的部分，我请 Jason 老师来跟你们说。来，Jason，请。哎，大家好，我叫 Jason，我是越南的老师，我是负责国际专修部的一假日的学生。早安，大家。是 Jason 老师，啊，是请我。你用粤文说，请你用越南文说。OK，好，大家 M 睇到啦，Jason 系啦，教员负责系全班国际104大学文传。Hoan nghênh các em đã đến với buổi sinh sống sống ngày hôm nay. 好，我们接下来的说明呢，会用中文还有越文一起。那这个录影呢，这个影片会录制下来。到最后，这个影片呢会把档案发给大家。如果你有听不清楚的地方，请你自己再看一遍这个影片。buổi hướng dẫn ngày hôm nay là sẽ được trình bày cả tiếng Trung và tiếng Việt. Thì buổi hướng dẫn ngày mai là sẽ được ghi âm và quay video lại, sau đó là sẽ được gửi đến cho các em. Thì nếu mà các em có vấn đề gì, có thắc mắc gì, có thể là coi lại trước khi học tại trường đại học Hướng Truyền. 好，明传大学呢，我们是1957年建校的。那明传大学呢，主要有2个校区，台北校区是在台北市的市中心，地理位置就在市中心。桃园校区呢，是比较靠近机场，桃园机场。Trường của mình được thành lập vào năm 1957, thì sắp tới là nhà trường sẽ kỷ niệm 68 năm thành lập trường. Thì tại Đài Loan, nhà trường có hai cơ sở chính là cơ sở tại Đài Bắc và cơ sở tại Đào Viên. Cơ sở tại Đài Bắc thì tọa lạc tại chợ đêm Sư Liễn, còn cơ sở tại Đào Viên thì gần sân bay Thảo Uyển. 那你这个档案上面看到的右手边的照片呢，就是我们台北校区。台北校区是盖在山坡上，所以很多楼梯要爬楼梯的。那夜景晚上看台北市的夜景是很漂亮的。那你左边看到的照片呢，是桃园校区。桃园校区比较大我们有一个很大的大操场。那各位同学呢，都是在我们桃园校区就读的。Đó. Khi vào nhìn vào hình thì các em có thể thấy rằng là phía bên tay phải là hình ảnh tại cơ sở Đài Bắc của trường. Thì cơ sở của trường ở tại Đài Bắc là tọa lạc trên núi thì là có rất nhiều bậc thang, nhưng mà phong cảnh về đêm cũng rất là đẹp. Còn phía bên tay trái là cơ sở Đào Viên, thì cơ sở Đào Viên thì đó là cơ sở mà các em sẽ nhập học tại trường Đại học Truyền. 明传大学呢，我们一共有11个学院，11个 schools 学院。那学生的人数呢，一共超过了16000名的学生。那这其中呢，将近有2000名是来就读学位的国际学生。那如果来自于台湾以外，台湾外面过来，来台湾的学生呢，是有4500位。那如果以后大家加入我们明传大学的话，你就是4500位当中的其中一位学生了。Trường của mình là gồm có 11 học viện, thì số học sinh hiện giờ đã lên đến là hơn 16.000 học sinh, thì trong đó là có 1.196 học sinh là tìm học vị quốc tế, rồi xong đó là có 4.541 học sinh là học sinh nước ngoài. Thì khi mà các em nhập học tại trường Đại học Minh Truyền thì các em cũng sẽ là một trong 4.000 học sinh quốc tế đó. 我们中文系就是各位大家就读的学系，中文系呢是在我们桃园校区。桃园校区有语言及教育及应用语文学院。那中文系呢就是其中一个科啊，一个大学的专业。如果你也有就读国际学院的话，国际学院是全英文上课的，在我们桃园校区也是有全英文上课的科系。所以看你是喜欢学什么样子的专业，就是在桃园校区都有这样子的专业给大家。Khoa ứng dụng Trung văn của các em là các em có thể thấy là ở nằm số 8 là trong học viện.
giáo dục và ứng dụng ngôn ngữ. Thì ngoài ra là còn có ứng dụng Anh văn thì có thể là học toàn bộ bằng tiếng Anh. Thì là tùy thuộc vào cái sở thích của các em, thì các em có thể là chọn cái khoa mà thích hợp với mình.好，接下来就是我们入境台湾的准备哈。简报我们都是用中文还有越南语啊两种语言来呈现的。那如果你有什么样子的问题，你可以举手啊，你可以举手发问，或者是呢，你可以打字打在我们那个 chat box 里面留言，告诉我们你有什么样子的问题，或者是听不清楚的都可以打下来。你可以用中文打，或者是用越南文打。Jason 老师看得到的话，就可以回复大家。Buổi hướng dẫn ngày hôm nay là được trình bày cả tiếng Trung và tiếng Việt. Thì nếu mà các em có bất cứ thắc mắc nào, các em có thể là giơ tay lên, hoặc là trong cái phần mà trò chuyện có thể là ghi câu hỏi, thì có thể ghi bằng tiếng Trung và tiếng Việt đều được. Thì thầy thấy hoặc là cô thấy thì sẽ hỗ trợ các em trả lời. Đừng có ngại ha. 好，入境台湾呢，需不需要检疫的隔离？需不需要施打 COVID 的疫苗，或者是带你的施打的疫苗证明带进来台湾有需要吗？这是不需要的，现在已经都不需要检疫隔离了，也不用打任何的疫苗，你就可以入境台湾了。老师有学生举手嗯，啊，好，你可那以我直再接请问他，他。哎，问他有什么问题。好的，好，bạn Huỳnh Phước Đức, em có câu hỏi gì? Thầy ơi, cho em hỏi là ví dụ như sau khi mà tụi em qua nhập học trễ 2 tuần thì Thầy không có nghe rõ câu hỏi của em học lắc em lắc nhắc lại. Phước Đức ơi. tụi em qua trễ qua tới 2 tuần đó thì có học bù môn gì không thầy? Hả? Lão sư, ta sẽ nói họ bị cho quản rủ sửa, nên là两个礼拜，两个星期，那是要补课吗？还是要我有们什没有么？补课啊，没有补课，因为现在已经开始上课了。那你如果晚到的话，你就是上课要更认真，要努力学习，要跟上老师课堂上的进度。我们是没有补课的，因为已经开学了，没有办法补课，因为大家上课的时间都不一样，没有办法说哦，集中在一起一个时间补课，没有。好。Thì cô trả lời rằng là không có học bù nha em. Thì mặc dù đến trễ 2 tuần thì sau khi mà qua em cần phải cố gắng để theo kịp cái tiến độ trên lớp. Tại vì mỗi bạn là sẽ có thể là chọn môn khác nhau, chọn lớp khác nhau. Nên là nếu mà không có cách nào để mà tập trung lại để mà học bù được, thì là sau khi đến trễ thì các em cần phải cố gắng để mà theo kịp cái tiến độ trên lớp.我待会会说哈，就是只要他办好签证，来台湾的签证办好了，你就赶快，要尽快安排到台湾来的班机啊。我下一页会再说，我们就继续讲下去哈。我在台湾可不可以打疫苗啊？是可以的。你到台湾之后呢，你可以到附近的卫生所登记，你是可以在台湾打疫苗的。好，Jason，请。Đó. Cô vừa mới bảo rằng là sau khi mà các em đã có visa rồi thì các em cần phải thông báo nhanh cho trường và lập tức là sắp xếp thời gian mua vé máy bay. Sau đó cũng sẽ thông báo cho trường để nhà trường sắp xếp thời gian đưa đón các em từ sân bay về trường. Đó. Cái thứ hai rằng là em có thể thấy trên bài PPT rằng là khi mà các em nhập cảnh Đài Loan, các em cần phải lo lắng về vấn đề vaccine hoặc là cần phải cách ly hay không thì các em không cần phải lo. Sau đó cái thứ hai rằng là ở Đài Loan em có cần phải tiêm ngừa, em có thể tiêm ngừa thêm ở Đài Loan hay không thì là có, nhưng mà em cần phải mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam là để cho trung tâm y tế biết rằng là em đã chích ngừa những cái loại thuốc nào để có thể đưa ra các loại thuốc phù hợp cho cơ thể em. Đó.啊，如果你在台湾了，感染了 COVID，那怎么办呢？我们会请你自己先准备一些药品，你可以从越南带一些，可能是头痛药啦、发烧药啦、感冒药，你可以带过来台湾。那如果你身体不舒服，发烧了、不舒服、咳嗽了、流鼻水了，你可以先吃药啊，吃你自己带过来的药，然后在宿舍里面休息。哦，当然。
如果你想要到学校附近看医生也可以的啊，到学校附近看医生也是没问题的。那只是看医生的费用呢，你可能自己要先支付，好，先支付，然后再申请保险的理赔。所以每一个学生呢，在台湾都必须要有保险。好，第一个学期你可以自己从越南准备好保险带过来台湾使用，或者是你可以在台湾来购买我们外国学生的保险。Đó. Trong trường hợp mà các em bị nhiễm COVID tại Đài Loan thì các em cần phải xử lý như thế nào? Thì trước mắt là các em có thể tự mình đem thuốc từ Việt Nam qua Đài Loan. Các thể thuốc là các em cảm thấy là thường xuyên uống để mà khi mà bị cảm hoặc là khi bị nhiễm COVID thì các em cũng có thể là liên hệ với trường và đi khám tại phòng khám y tá của trường hoặc là khám tại phòng khám gần trường. Thì khi ra ngoài các em nhớ phải đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Khi mà đi khám bệnh thì các em có thể là đăng ký bảo hiểm thì sinh viên hay là người quốc tế người nước ngoài ở Đài Loan bắt buộc là phải mua bảo hiểm tại Đài Loan thì sau khi mà các em mua xong các em có thể là đăng ký để trả lại cái tiền bảo hiểm đó cho các em thì các em hoặc là các em có thể là tự liên lạc với trung tâm bảo hiểm tại Việt Nam là để xem họ có bao gồm khi mà các em ra nước ngoài là họ có thể là chi trả cho cái tiền bảo hiểm đó hay không. Thì là chút nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn vấn đề này.好，所以这个保险呢，真的是很重要的。每一个学生呢，在台湾都必须要有保险。好，那如果你自己没有保险，你在越南没有保险没有关系，你到了台湾之后，明传大学有保险，那你可以付钱，好，付每一个学期是3375块，你就可以有台湾的保险了。那你生病了，你去外面看医生了，啊，你自己先付钱，先付一些钱，那等到。你看完医生了，你再跟保险公司请他把就是理赔申请理赔，把钱来归还给你。那怎么申请保险理赔呢？在学校，在明传大学，我们都有老师可以教你，可以协助你来申请保险的理赔，所以请大家不用担心。Đó, cô vừa nói thêm về vấn đề bảo hiểm tại Đài Loan thì theo quy định là người quốc tế Đài Loan là phải mua bảo hiểm thì nếu mà ở Việt Nam em không có mua bảo hiểm thì cũng không sao đến trường Đại học Minh Truyền thì nhà trường sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm cho các em để các em có thể là tiện đi khám bệnh thì khi mà đi khám bệnh thì trước mắt là các em có thể là tự mình phải chi trả chút nhưng mà các em cần phải giữ lại hóa đơn giữ lại giấy chứng minh của bệnh viện thì sau đó là tìm gặp trường nhà trường sẽ có giáo viên hỗ trợ em đăng ký bảo hiểm sẽ là được hoàn tiền lại cho các em.嗯，下一页，等我一下。好，那我们台湾明传大学呢，春季的学期哈，现在春季学期在2月19号已经开学了。那刚刚有学生问到，如果你现在还没有办法来台湾嘛，因为签证还没办好，可不可以网络上课呢？现在我们已经没有网络上课了哈，所有的学生呢都必须到学校来，在校园里面，到教室里面来上课啊。所以你签证。赶快办好啊！台湾的签证赶快办好，办好签证呢就赶快到台湾过来，然后到学校教室里面上课。然后呢，我们也没有补课哈，因为已经开始上课了，班上有其他同学都在上课了，所以请你要很认真、很努力的学习，然后跟班上的老师说：“老师，我比较晚到，那老师有什么需要我自己加强的地方，我可以。”更认真、更努力的学习，然后跟上课堂上面的进度。Về vấn đề là học kỳ mùa xuân của Đại học Minh Truyền thì đã bắt đầu vào ngày 19 tháng 2. Thì nếu mà các em không thể đến trường thì nhà trường tất tiếc là không có tổ chức học trực tuyến được. Thành ra là trong thời điểm này thì các em sau khi đã hoàn thành xong visa thì các em cũng phải là nhanh chóng mua vé và thông báo cho nhà trường. Thì sau khi mà đến trường Đại học Minh Truyền rồi, đến Đài Loan rồi thì các em có thể cố gắng học và có thể là liên lạc với giáo viên đứng lớp là trình bày về trường hợp của mình là cô ơi thầy ơi em vì lý do visa nên không thể là nhập học đúng giờ được thì trong khoảng thời gian mà em đã bỏ lỡ thì em có thể là học bù như thế nào không em có thể thầy cô có thể là cung cấp cho em một cái số thông tin nào đó để em có thể là tự mình học thêm ở nhà thì như vậy là em có thể là theo học kịp với các bạn trên lớp.
好，你到台湾来之前呢，你需要准备什么样子的文件？哪些文件要在越南先准备好呢？首先就是你的保险，哈，保险，我们刚刚有提到了哈，如果你在越南有自己的保险的话，那请你准备你的保险的证明文件带过来台湾，哈，纸本的证明文件。那如果没有，哈，在越南没有保险的话，你到台湾民传大学。你可以付钱自费来购买加入我们的学生的团体保险。Đó, về vấn đề bảo hiểm thì hồi nãy là nhà trường cũng đã nhắc rồi thì khi mà Kem đi đến Đài Loan thì Kem cũng nên là xác nhận với bên công ty bảo hiểm trước, là xác nhận với người nhà trước là mình có mua bảo hiểm ở Việt Nam không, và nó bảo hiểm đó có bao gồm là cho sinh viên nước ngoài hay không. Nếu mà mình đi ra nước ngoài thì nếu có thì Kem cần phải mang giấy tờ gốc, giấy tờ và có phiên dịch bản tiếng Anh ấy để cho thầy cô xem.好，再来第二个文件呢，是你的家长或者是你的监护人的紧急医疗的授权书。那这份文件呢，我下一页会秀给大家看。这份文件需要你的爸爸或你的妈妈啊，你的监护人要签名啊，意思就是你在台湾如果受伤了啊，你在医院在急诊室啊，需要紧急的啊医疗的处理的时候，学校呢就可以帮忙联系。你在越南的家人，那如果联系不上的情况下呢，学校就可以跟医生说该怎么紧急来帮你做医疗的处理。好，所以这份文件紧急医疗的授权书呢，请你的爸爸或妈妈一定要签名哈，签名，然后你把这份文件带过来台湾。Về mục thứ hai các em có thể thấy đó là giấy ủy quyền điều trị y tế khẩn cấp, thì là vui lòng các em rằng là nhờ ba hoặc là nhờ mẹ ghi rõ họ tên và ký tên vào, thì là trang PPT tiếp theo là sẽ cho các em thấy là cái tờ giấy đó như thế nào. Thì cái tờ giấy này cũng rất là quan trọng, tại vì trong trường hợp rằng là các em xảy ra tai nạn bên Đài Loan thì các em cần phải có thể là ví dụ như là phẫu thuật thì nhà trường cần phải liên lạc với gia đình các em. Trong trường hợp liên lạc không được thì nhà trường có thể biết rằng là có thể là bước tiếp theo là làm những gì, tại vì các em đã có ý ký giấy ủy quyền rồi.好，再来第三份文件呢，就是入学的许可信哈。这份文件呢，我们有邮寄到泰国越南给你们了。这份文件的纸本的原件哈，也请你带过来台湾。那如果你在台湾需要办理签证延长，或者是需要办理 ARC 的时候呢，会需要这份入学的许可信的文件。Đó. Mục thứ ba đây cũng là một mục rất là quan trọng, có thể là quan trọng nhất, đó là giấy thư mời nhập học của trường đại học Minh Triền. Thì nhà vui lòng các em là sẽ mang bản gốc sang Đài Loan để sử dụng trong trường hợp là đăng ký thẻ visa, đăng ký thẻ cư trú hoặc là xin gia hạn visa tại Đài Loan. Thì nếu mà không có bản gốc thì sẽ rất là khó khăn trong vấn đề là đăng ký thẻ cư trú.好，这份文件就是刚刚提到的家长的紧急医疗的授权书。那这份文件的档案呢，我们也会发给你们。那你收到档案之后呢，请你把它列印下来，print out，把它列印下来，请爸爸妈妈在上面要签名，还有爸爸妈妈要留下他们的电话、联络电话、手机啦、家里的电话都要写上去。就是如果你在台湾生病了，你到医院的急诊室需要跟你的爸爸妈妈联系的时候呢，学校就有你爸爸妈妈的电话号码了嘛，哈，我们就会打电话给你们的家人，在越南的家人，告诉你的家人你现在需要什么样子的处理，学校才可以联系上你的越南的家人。Đó, các em có thể thấy đây là mẫu của giấy ủy quyền điều trị y tế khẩn cấp, thì càng cần các em là phải đưa cho ba mẹ, tự ba mẹ viết vào nào là tên ba mẹ này, tên học sinh này, và đặc biệt là số điện thoại di động, có bao nhiêu số thì cứ ghi hết ra, để trong trường hợp mà các em cần phải phẫu thuật hoặc là vào bệnh viện, nhà trường có thể là liên lạc đến phụ huynh thông báo tình hình sức khỏe của các em đến cho ba mẹ biết, để ba mẹ có thể đưa ra cái có thể là cái ủy quyền ở cho nhà trường có thể là tiến hành phẫu thuật. Ví dụ đó.再来呢，你到台湾之前呢，也要确定哈，你的手机可以在台湾使用。
因为有一些人的手机好像有锁住了哈，不知道是什么原因锁住了。那请你确定一下，说你的手机可以在台湾使用。然后呢，你要带你的电子温度计啊，就是测量你的体温。如果发烧的时候呢，身体不舒服的时候，你也可以准备一些药品，个人的一些药品，你可以吃一些药，头痛药啦、流鼻水的药啦都可以。然后这个。影片，我们这个 Zoom 的线上说明会的影片，你可以再多看几次啊，提醒自己要准备什么样子的文件，然后跟我们明传大学、跟台湾明传这边保持联系。Đó. Thứ hai, cái vấn đề thứ hai là các em trước khi qua các em còn phải xác nhận xem là điện thoại mình có thể sử dụng ở nước ngoài được không. Tại vì có trường hợp rằng là các bạn học sinh sau khi đã qua đây thì điện thoại không sử dụng ở nước ngoài được, không thể gắn SIM nước ngoài vào được. Thì các em còn phải là liên lạc trước với bên điện thoại hoặc là bên SIM của mình để xác nhận rằng là, và đồng thời là bên ngân hàng để xác nhận là những cái thứ đó, những cái vật dụng đó là có thể sử dụng ở nước ngoài. Các em có thể đem theo là những cái điện tử hoặc là thuốc, giống như là thuốc sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, thuốc mà các em thường xuyên sử dụng. Thì qua bên đây cũng có, nhưng mà đôi khi là mình thấy thoải mái khi sử dụng thuốc bên Việt Nam mình hơn, để sử dụng khi mà trong khi các em bị bệnh hoặc là bị sốt. Cái thứ ba là các em có thể xem buổi video này nhiều lần để nhắc nhở các em là cần phải chuẩn bị những gì trước khi nhập cảnh Đài Loan. Và điều cuối cùng là các em cần phải liên lạc với giữ liên lạc với Đại học Minh Truyền trước và sau khi nhập cảnh Đài Loan.入境台湾，好，我们准备喽，要搭飞机到台湾来喽。请大家就是飞机上的东西不要带下来啊，因为飞机上你可能有三明治啦，有面啦，有饭啦，飞机上面的食物呢都不可以带下飞机。还有有关于有肉类的啦，或者是有种子的啦、月饼啦、泡面啦、食物类的东西、水果啦，也都不要带进来台湾。台湾。在这个食品的检验是非常严格的，所以请不要带任何的食物进来台湾。搭飞机的时候都不要带进来台湾。飞机上面的东西就在飞机上吃完就好了，不要放在包包里面。Đó. Các em có thể thấy ở đây rằng là các em cần phải đặc biệt chú ý là không được mang theo các vật dụng cấm, đặc biệt là các đồ ăn trên máy bay như là thịt này, tỏi, xúc xích, trà bông hoặc là bất cứ thứ gì liên quan đến thịt, các em tuyệt đối không được mang qua Đài Loan. Thì tại vì Đài Loan là nghiêm cấm mang theo thịt không có xuất xứ đến, thì ở sân bay là sẽ có chó chuyên dụng để mà đi điều tra, đi kiểm tra xem là các em có mang thịt đến hay không. Thì nếu mà cái trường hợp các em lỡ vi phạm thì các em sẽ bị phạt là 200.000 đài tệ, tính ra là tầm 150 triệu. Nếu mà các em không có khả năng chi trả là các em bắt buộc là phải bị mua vé về nước ngay lập tức. Thì đây là một điều rất là quan trọng, là các em cần phải đặc biệt chú ý là không mang theo bất cứ đồ ăn nào đến Đài Loan. Các em đồng thời cũng không nên mang theo thú cưng này, và các quy định cần phải chú ý những quy định của chính phủ Đài Loan cũng như là những quy định của trường học Đại học Minh Truyền.还有宠物啊，任何的宠物也都不可以带进来台湾，狗啊、猫啊、蛇啊、小鸟啦，任何的宠物都不可以带进来台湾。然后呢，请遵守台湾政府的规定，还有遵守明传大学学校的规定。最后面最重要的就是在台湾不可以非法的打工哈。外国学生在台湾，如果你要打工、你要工作的话，你是要申请工作证的哈。学校会帮忙你们申请工作证，告诉你怎么申请。没有工作证的话是不可以打工的，这一点请你特别要留意哦。如果你非法打工了，被学校或被台湾的警察知道了，这样子你会被送回越南的哈，你就没有办法在台湾读书了。所以这一点请大家特别特别要留意。Đó. Về mục 4 đó là các em cần phải lưu ý là không được làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan nếu không có giấy phép lao động. Thì giấy phép lao động là đăng ký rất là dễ và chỉ có tốn phí là tầm 70.000 tiền Việt Nam thôi, là sẽ có thời hạn trong vòng 6 tháng. Thành ra là các em đó là rất là dễ đăng ký, là không cần phải vì lý do gì mà làm việc bất hợp pháp nếu không có giấy phép lao động. Trong trường hợp mà các em bị phát hiện là các em ngoài các em bị phạt tiền ra, các em có thể là bị trục xuất về Việt Nam.
là các em cần phải lưu ý là không được làm việc bất hợp pháp nếu mà không có giấy phép lao động.那入境台湾，在飞机上呢，就请你就是手机请充电啊，手机不要一直玩哈，请充电哈，手机要充饱电。然后东西吃干净，可以上个厕所哈，戴好口罩。在飞机上的时候，那飞机如果落地台湾，到达台湾了，你离开了飞机的门，舱门离开了之后，请你将你的手机的飞行模式关掉啊，开启 WiFi 的功能。在机场啊，台湾的机场都是有免费的机场的 WiFi。Trong vòng trên máy bay thì các em không nhắc nhở là các em còn phải đeo khẩu trang, không được có thể là sạc điện thoại, nhớ xài điện thoại đầy đủ, không nên chơi điện thoại đến khi mà xuống máy bay hết pin rồi thì không thể nào liên lạc với trường được. Các em còn phải ăn uống đầy đủ và đi vệ sinh này. Sau khi ra khỏi cửa cabin á thì các em phải là tắt chế độ máy bay trên điện thoại và bật chức năng là wifi, tại vì tại sân bay của đầu viên là ở đâu cũng có wifi cả, thì sau khi có wifi thì các em phải là liên lạc với trường để thông báo là em đã đến bước nào rồi, em đã đến hải quan chưa hay là đã lấy hành lý chưa.你可以在台湾购买那个台湾的 SIM card，台湾手机的电话号码，在机场里面可以买啊。你可以在机场里面买。那可以的话，请你选择比较可以长时间使用的号码，长一点的，10天啦、半个月啦、1个月、2个月，可以比较长时间使用的号码啊。然后这个号码可以无限上网了哈，unlimited 的 data。你可以用信用卡付钱，你也可以用新台币。现金来支付这个SIM card，那你买好 SIM card 之后，电话卡买好之后呢，你就把你的原本你自己越南的手机的 SIM card 拿掉啊，那就把台湾的 SIM card 把它插进去，就是手机里面有一张 SIM card 就好了。Sau khi mà các em đã xuống máy bay thì các em có thể là chọn mua SIM tại sân bay. Thì cô khuyến khích rằng là các em có thể chọn với số điện thoại có thể sử dụng trong thời gian dài, 1 tháng này, 2 tháng này hoặc là 6 tháng này, đặc biệt là có thể là truy cập internet không giới hạn. Thì các em có thể phương thức thanh toán là có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ tại Việt Nam, hoặc là các em có thể là mang theo một chút tiền mặt để mà thanh toán. Thì cô cũng đồng thời cũng khuyến khích là thay đổi thẻ SIM của số điện thoại di động Đài Loan và tháo thẻ SIM gốc để tránh bị nhiễu tín hiệu.然后再来呢，你就会经过 CDC 检查站。这个检查站呢，主要是测量你的体温，看你有没有发烧啊。那经过检查站之后呢，就会检查你的随身的行李，随身行李的检查。就刚刚有提醒大家了哈，飞机上面的东西，飞机上的食物，请你吃干净，不要带下来飞机啊。因为如果你随身行李有带一些肉类啦、三明治啦。是不可以带进来台湾的食物，那被查到的话会被罚钱的，啊，这个罚钱罚款是很重的，所以随身的行李也不可以带任何的食物进来。Sau khi xuống máy bay thì đầu tiên là các em sẽ đi qua bộ trung tâm kiểm soát dịch bệnh, thì là người ta sẽ đo nhiệt độ của em thì để coi là em có bị sốt hay không. Sau đó là sẽ tiến hành đến là kiểm tra hành lý xách tay. Thì nhắc lại một lần nữa là bất cứ đồ ăn nào trên máy bay thì các em không nên là mang theo để tránh bị phạt tiền nặng.好，然后呢，你就可以换钱啊，换台湾的新台币啊，在学校呢支付学费啦、宿舍费都是用新台币，用台湾的钱来支付的哈。所以，请你在机场就换好钱，或者是你可以在越南的机场先换好新台币也可以。那你到台湾这边来就不用排队了哈。那大概要换多少钱呢？大约是。新台币现金6万元左右啊，6万元的新台币现金，美金大概是2000块。那当然你可以换多一点啊，如果你说老师，我想换多一点，我可以来生活费支付我个人的生活费吃饭的钱呢，当然是可以的。我们会建议大家是准备6万元的新台币的现金。Tiếp theo là vấn đề mà đổi tiền, thì các em có thể hoàn toàn có thể là đổi tiền tại sân bay. Thì thầy nhớ không lầm là sau khi mà đã qua hải quan rồi, lấy hành lý rồi,
là khi đi ra, trước khi đi ra cổng là sẽ có một cái chỗ để là khả quan yên hẳn. À, các em có thể ở đó đổi tiền, các em nhớ là cầm theo hộ chiếu và mang theo tiền để mà đổi. Thì theo kinh nghiệm của thầy thì các em có thể là đổi từ tiền đô qua tiền đài, nó sẽ lợi hơn. Thay vì đổi tiền Việt qua tiền đài, các em có thể là đổi trước xong tại tiền đô tại Đài Loan hoặc là tại sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là nội bay. Thì nhưng mà để tránh cái trường hợp là đến Đài Loan mới đổi thì nó sẽ là có thể là lâu hơn. Đó, ta cả好，那台湾的生活费呢？你个人吃饭的钱，对不对？你早餐、午餐、晚餐吃饭的钱呢？你可以如果是在学校外面的话，餐厅的话，你可以用信用卡来支付。那其实用新台币、用现金支付会是比较方便的哈。所以你到台湾来，你可以选择说在台湾的银行开一个个人的账户。台湾的银行有个人账户，你在越南的家人呢，就可以把你的生活费用汇款的方式汇款汇到台湾你个人的账户了，你就可以在台湾用领现金到银行用 ATM 去领现金来支付你个人的生活费。所以在学校的校园里面呢，都是用现金的哈，现金比较多。那如果你到学校外面，学校外面的宿的餐厅，学校外面的餐厅，你可以支付信用卡是可以的。Hãy nhắc một chút về vấn đề tiền mặt. Thì khi mà các em mang theo tiền mặt thì lưu ý là không được mang quá nhiều. Hãy nhớ không lầm là nếu mà tiền đô thì không được mang quá 10.000 đô, nếu không là các em sẽ bị tịch thu tại sân bay. Đó là để nhà nước phòng tránh trường hợp là rửa tiền. Hãy nhắc lại vấn đề đó. Cái thứ hai rằng là các em cần phải đổi tiền mặt, để vì bên Đài Loan là vẫn sử dụng tiền mặt là chủ yếu. Đặc biệt là tại trong khuôn viên trường thì cần phải sử dụng tiền mặt để mà có thể là đi ăn cơm này, đi mua đồ ăn vật dụng tại Family Mart này. Nhưng mà ở ngoài khuôn viên trường thì có một số nhà hàng là vẫn có thể là sử dụng thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ, nhưng mà phần lớn theo kinh nghiệm của thầy là vẫn còn sử dụng là tiền mặt. Thì các em cần phải chuẩn bị một chút tiền mặt để chi trả cho phí sinh hoạt. 好，那接着呢，就是你要移民署的通关的证照检查。那证照检查呢，就是检查你的护照，还有护照上面的台湾的签证啊，台湾签证会直接粘在你的护照的里面的内页里面。还有需要的是入境的登记表啊，入境台湾的登记表。这个登记表呢，你可以在飞机上跟那个空服人员跟他拿入境的登记表。或者是你在通关之前你可以在通关前面有一个地方，你可以拿那个入境登记表，那你填好之后夹在你的护照里面，然后排队过那个通关的证照的检查。Sau khi mà các em đã đi qua cái khâu kiểm tra cái nhiệt độ và kiểm tra hành lý xách tay, thì các em là tiến hành là bắt đầu là vào hải quan để mà nhập cảnh vào Đài Loan. Thì người ta sẽ kiểm tra hộ chiếu của em và kiểm tra visa, và đồng thời chú ý là khi mà ở trên máy bay ấy, thì có thể là lúc mà gần đáp rồi thì các cô tiếp viên sẽ hỏi rằng là có bạn nào cần phải điền giấy đăng ký nhập cảnh hay không, thì các em cần phải điền trước trên máy bay để phòng tránh rằng là sau khi các em xuống các em mới bắt đầu điền thì lúc đó sẽ kéo dài thời gian các em đi ra ngoài hơn. Các em phải xếp hàng này, các em phải tìm giấy, các em phải ghi những điều này, các em có thể làm trước trên máy bay rồi. Thì đây là các em có thể là điền bằng giấy hoặc là có thể là điền online được, nhưng mà thầy khuyến khích là điền bằng giấy, nó sẽ tiện hơn cho các em.那通关检查结束了之后呢，你就会提领你个人的行李哈，就是你的 checking baggage，你有托运的行李就大的行李箱，要记得不要拿错喽啊！你行李箱上面请你粘好或者是挂好有你名字的牌子哈，你名字的牌子挂在你的行李箱上面，不要拿错别人的行李哈，拿错就很麻烦喽，所以你要 make sure 你的行李箱上面都有你自己的名字哈，你才不会拿错。然后呢，你就走出来入境的大厅。明传大学接机的老师呢，接机的学生呢，会在入境大厅等大家啊。然后我们接机的费用是有一个费用的哈，每一个人的接机费用是300块新台币啊，300块新台币现金啊，你支付现金，
给接机的老师就可以了。然后呢，我们会安排车子接驳的车子巴士，然后直接送你到学校的宿舍。Sau khi mà các em đã nhập cảnh hoàn thành thì các em sẽ đến bước là nhận hành lý ký gửi. Thì đây là cái bước mà sẽ có chó nghiệp vụ tại sân bay là sẽ đi kiểm tra xem là các em có mang thịt hay không. Thì các em cũng phải lưu ý là nhắc lại một lần nữa là không được mang thịt, không được mang trái cây hay là bất cứ đồ ăn nào, chỉ mang theo hành lý cá nhân thôi, đồ dùng cá nhân thôi. Thì sau khi mà các em đã lấy hành lý ký gửi rồi, cần lưu ý là không được lấy nhầm hành lý của người khác. Thì trên hành lý của mình là các em có thể là gắn cái thẻ tên em này để mà phòng tránh nhầm lẫn. Thì sau khi ra khỏi cái hành lý ký gửi thì các em cần thể sẽ tìm nhân viên đưa đón tại trường đại học Minh Truyền tại sảnh đến, thì sẽ có người là có thể là dơ một cái bảng tên là trường đại học Minh Truyền, thì các em có thể là tìm gặp cái bảng đó, thì có thể là sau đó là sẽ thanh toán phí đón tại sân bay là mỗi bảng 300 đại tệ bằng tiền mặt, thì các em hãy đưa thẳng cho cái bạn mà phụ trách tại sân bay là được rồi. Đó là nhà trường sẽ bố trí xe bus từ ký túc xá của trường, từ sân bay đến ký túc xá của trường.好，就是刚刚提到的哈，在机场你可以购买台湾的手机门号的 SIM card。那每一位学生，我相信大家都18岁以上了哈，都是18岁以上，所以你需要的是护照，还有你的 boarding pass 登机证，你就可以购买在机场购买台湾手机的门号。那建议大家可以买长一点时间使用的，1个月、2个月、3个月比较长时间使用的 SIM card。然后你的网络是无限的上网，unlimited data。Đó, sau khi mà các em đã lấy xong hành lý đã đi ra ngoài rồi thì sẽ tiến hành tới cái bước là mua SIM. Thì hồ sơ yêu cầu là các em phải trên 18 tuổi, thì tin rằng là tất cả các em đã trên 18 tuổi rồi và cần đang theo là hộ chiếu và vé máy bay để mua SIM. Thì các em có thể là chọn gói ví dụ là 500 này, gọi là có thể là cao hơn hoặc là rẻ hơn, thì có thể là bao gồm là có thể là giới hạn cuộc gọi là các em có thể gọi được mấy cuộc thôi, nhưng mà có thể là truy cập internet không giới hạn. Thì có hai phương thức thanh toán là gặp sử dụng thẻ để quẹt hoặc là sử dụng tiền mặt.好，接下来是随身行李的检查嘛，哈，也刚刚也都提醒过了哈。飞机上面的食物请吃完，不要带下来啊。飞机上面的食物不要带下来。然后如果你有任何带进来任何水果啦、土壤啦、种子啦、泡面啦、肉啦这些东西呢，如果你放在自己的包包里面被查出来的话，是会罚钱，罚款是很高的哦。如果很严重的话，你会被送回去越南，就不能在台湾读书了。所以请特别留意你个人的随身的行李包包，还有你大的行李箱，也都不要放任何的食物。好，不要放任何的食物。Đó, nhà trường tiếp tục nhắc lại các em một lần nữa đó là các em không nên được mang theo thịt hay là chà bông thịt hoặc là xúc xích hoặc là đồ ăn dư trên máy bay khi mà nhập cảnh tại Đài Loan, tại vì thật sự là có đã hay chứng minh chính chính thầy cũng đã thấy là đã có người bị bắt tại sân bay và phải đóng tiền trực tiếp là gần 200.000 đại tệ, đó là 150 triệu Việt Nam. Nếu mà không có khả năng chi trả thì các em sẽ là bị trục xuất và phải mua vé về nước ngay lập tức. Đây là một cái hình phạt rất là nặng thì nhà trường rất là không mong muốn các em phải vi phạm, thì các em còn phải lưu ý là không được mang theo bất cứ đồ dùng cắm nào, đặc biệt là thịt khi mà nhập cảnh tại Đài Loan.好，这个换鞋呢也是在机场可以换。那如果你可以在自己的国家，在越南的机场就换好一些新台币，当然是更好的哈。你就到台湾之后就不用排队了。那刚刚也提到了哈，大概是换新台币6万元左右。Vấn đề đổi tiền thì các em có thể là đổi tại quầy đổi ngoại tệ hoặc là máy rút tiền. Các em có thể là mang theo thẻ Visa, thẻ ATM của mình hoặc có thể là rút tiền trực tiếp tại các cây ATM tại Đài Loan. Thì các em còn phải lưu ý rằng là nó có mức giới hạn và đồng thời là có tính thêm là phí chuyển đổi này, phí rút tiền này thì có thể là hơi cao một chút. Các em có thể là mang theo sẵn tiền mặt người. Các em còn phải lưu ý là phải giữ cho kỹ. Thầy vừa có thấy là trường hợp là các bạn lên máy bay,
em để không có chú ý kỹ đi vệ sinh thì quay trở lại đã mất rồi. Thì các em cần phải lưu ý là cần phải lưu ý giữ tiền mặt cho kỹ nếu mà các em mang theo tiền mặt, luôn mang theo trên người. Các em có thể mang theo là tầm 60.000 đại tệ hoặc là 2.000 đô.好，这是移民署的通关的检查。啊，准备好你的护照，然后台湾的签证，还有入国的登记表，arrival card，你就准备好，然后交给那移民署的海关排队啊，排队。移民署的海关检查完之后，你就可以通关了哈，你就可以出来提领你的行李了。Đó, khi mà các em tiến hành nhập cảnh tại quầy hải quan thì các em cần phải chuẩn bị sẵn là gì? Hộ chiếu này, visa đã có dán trên hộ chiếu rồi. Và cái thứ hai là cái thẻ nhập cảnh nhà cô y tiếp viên sẽ phát trên máy bay. Hay là các em cần phải là điền sẵn trước khi mà nhập cảnh. Thì nếu mà các em không biết rằng là mình phải đi đâu thì các em có thể đi theo người khác. Xuống máy bay có thể là để ý xung quanh là mọi người đâu cũng thể đi theo. Nếu mà trường hợp các em không biết mình phải đi đâu.接机的服务呢，我们是在日期会安排哈，所以希望大家赶快办好台湾的签证，就安排班机到台湾。接机的费用是每个人新台币300块哈，所以在机场的入境大厅 arrival hall 入境大厅就有民传大学接机的学生会在那边等大家，然后呢带大家搭车搭学校的接驳车，然后帮大家就是陪着大家到学校的宿舍哈。宿舍是在学校校园里面，男生女生的宿舍都是在学校校园里面的。Các em có thể đây là dịch vụ đón tại sân bay của trường. Thì ngày đang được sắp xếp đó là nhà trường vẫn còn đang đợi là visa của các em hoàn thành và cung cấp cho nhà trường là các em sẽ đến sân bay đầu tiên vào lúc nào. Thì phí đón sân bay là 300 đại tệ mỗi người và sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Thì là các em cũng phải tìm biển hiệu sinh viên quốc tế tại sảnh đến như các em này thấy trong hình. Thì sẽ đưa thẳng em từ sân bay đến ký túc xá của trường và nằm trong khuôn viên của trường.好，这是学校校内的宿舍哈，男生宿舍跟女生宿舍当然是分开来的哈，不是在一起的，我们是分开来，男生宿舍是一栋，女生宿舍是一栋，都是在我们的学校的校园里面的。那宿舍呢，我们有4人房或者是6人房的房间，不一定哈，学校会安排。那宿舍的室友呢是不可以选择的，学校会看说。哎，你入住的时候，哪个房间呢是有空的床位呢？学校就会帮你安排好在那个宿舍的房间。宿舍的费用呢，也是等你到了台湾，到了民传大学之后呢，你支付新台币的现金就可以了。Các em có thấy trong hình là có ký túc xá nữ và ký túc xá nam thì nhà trường có quyền bố trí học sinh vào các phòng trống trong ký túc xá tùy thuộc vào thời gian đến của các em có thể là các em sẽ được sắp xếp vào phòng 4 người hoặc là phòng 6 người thì học sinh không thể nào chọn bạn cùng phòng và chỉ biết loại phòng và bạn cùng phòng khi mà các em được chuyển đến thì vấn đề về chi phí ký túc xá là các em sẽ thanh toán sau khi mà chuyển vào ký túc xá của trường.那宿舍里面是没有任何的寝具的哈，棉被啦、枕头、床垫啦，这些东西都是学生你自己要准备的啊。你可以在台湾，在学校来到学校宿舍之后呢，学校校园外面有很多的商店，你可以到那边购买你个人的寝具，你可以挑选你喜欢的寝具啊。所以寝具是要自己准备的。Đó, vì lý do vệ sinh nên trong phòng ký túc xá sẽ không có chăn ga gối đệm thì các em có thể là tự chuẩn bị trước hoặc là sau khi mà nhập cảnh vào Đài Loan và sau khi đến ký túc xá thì các em có thể là đi mua tại các cửa hàng gần trường.这是我们4人房的宿舍哈，4个人一间，宿舍里面都是不可以煮饭的哈，也不可以烧菜，宿舍里面是没有厨房的。那4个人一间的房间的话呢，每一个学期呢是新台币11,000元哈，宿舍的费用。那这个费用呢是没有包含电费的，冷气费都没有含在里面的。所以如果你有吹冷气，那你的个电费、冷气费呢？是室友，你们4个人哈，4个人
平均来分担你们冷气的费用。Đó, cái mà thấy trong hình đây là hình ảnh của ký túc xá trong khuôn viên trường Đài Loan. Đây là phòng dành cho 4 người. Thì các em cần phải lưu ý là vì lý do an toàn của các em và cũng như là của các học sinh khác thì các em không được phép nấu ăn trong phòng. Chi phí là mỗi người là 11.000 cho một học kỳ. Một học kỳ là từ 4 đến 5 tháng, còn 8 tuần. Thì các em thấy là có cả nhà vệ sinh trong phòng tắm, phòng tắm trong phòng, và còn có cả tủ lạnh, máy uống, máy giặt và đồ sấy ở mỗi tầng. Thì các em cần phải lưu ý rằng là chi phí 11.000 đó là không bao gồm tiền điện. Thì các em cần phải nói chuyện với bạn cùng phòng là cái tiền điện là sẽ tính như thế nào, chia ra như thế nào.那四个人的房间里面呢，是有厕所跟卫浴设备，就 shower 跟 toilet，在你们四个人的房间里面是有的啊，你们四个人可以共用啊。那每一个楼层呢，每一个楼层有冰箱、有饮水机、洗衣机、烘衣机啊，是一个楼层所有的学生共用的。好，老师刚我也有讲了，有稍微讲了哈，好。对，有稍微讲了。OK，没问题。那六个人的房间呢，一样是没有办法在宿舍里面煮饭的，都不可以。那六人房的房间，每一个人呢，每一个学期是9600元。那电费、冷气费一样是六个人室友平均来支付。那六人房呢，最主要不一样的地方是厕所还有浴室 shower。在外面啊，是在外面的，是楼层要共用的啊，这是六人房唯一不一样的地方。好，các em thấy là trong hình là đây là ký túc xá dành cho phòng 6 người, thì vẫn như vậy là các em không được phép nấu ăn trong phòng, thì mỗi người là chi phí là 9.600 cho một học kỳ, là vẫn không bao gồm tiền điện và ký túc xá, các không phải là thảo luận với các bạn cùng phòng. Thì điểm khác biệt so với phòng 4 người đó là phòng tắm, nhà vệ sinh là được sử dụng chung, thì còn các khác như là tủ lạnh, máy uống, máy giặt thì là có đều mỗi tầng đều có.那六人房呢，通常是男生哈，男生的宿舍呢是六人房比较多。那女生的宿舍都是四人房的，所以女生不用担心哈。女生你们的厕所啦、shower room 都是在房间里面了。那男生呢，男生的宿舍楼不一定了哈。男生里面可能有人是四人房，有人是六人房。如果男生你是住在六人房间的话，你的浴室跟厕所就是在外面，就是每一个楼层共用。Phòng 6 người là chỉ dành cho các bạn nam thôi, còn các bạn nữ thì là vẫn có, hay là ở phòng 4 người thì là có toilet chung, có toilet ở trong phòng sẵn. Còn còn về các bạn nam thì là có thể là được sắp vào phòng 4 người, có thể được sắp 6 người, không có nhất định. Thành ra là đến khi mà các em nhập học vào ký túc xá thì các em có thể là sẽ biết được là phòng mình là phòng nào. 好，这是接下来就是一些宿舍常见的一些问题，那大家可以看一下宿舍的费用什么时候要支付呢？好，你到台湾之后，好，入住宿舍了，我们会给你一个缴费单，宿舍的缴费单，你可以到Family Mart，学校校园里面有 Family Mart，你可以到超商去缴交宿舍费的新台币的现金。那宿舍费有没有包含电费呢？好，宿舍费里面是有含水费、网路费是包含在里面的，但是电费和冷气费是不包含在里面。刚刚有讲过了哈，如果你夏天吹冷气的话，你的电费呢是室友啊四个人一起平均来分摊你们的电费。Đó. Về vấn đề là phí ký túc xá thì khi nào mà các em cần phải trả phí ký túc xá thì là sau khi mà các em nhập cảnh Đài Loan thì nhà trường sẽ phát cho một tờ giấy, các em có thể là chi trả tại Family Mart, người ta có thể là quét cái mã trên tờ giấy đó, hoặc là các em có thể là vui lòng lấy phiếu thanh toán từ giáo viên ký túc xá của trường. Thì chi phí đó là đã bao gồm là tiền nước này, tiền wifi này. Còn về tiền điện thì các em cần phải thảo luận với các bạn cùng phòng là sẽ chia ra như thế nào.那宿舍你入住的时候需不需要支付押金呢？要，
啊，你宿舍报到入住的那一天呢，你要缴交宿舍的押金，新台币是2000元。这2000元呢，有包含清洁费，清洁费的押金1000元，还有钥匙的押金1000元。那如果你中间学期中，如果你说我不想住宿舍了，我搬到校外去自己租房子了，宿舍的押金是不会退给你的哦。啊，宿舍押金不会退给你。那这个清洁费的押金呢，如果你宿舍有损坏了哈，你哪边有坏掉了，宿舍的押金也是不会退给你的。Đó, tôi có cần phải đặt cọc cái túc xá của trường không? Thì là có, còn ngày nhận phòng là cần phải đặt cọc là 2.000 đại tệ. Đó bao gồm chi phí dọn dẹp và chìa khóa. Thì là tiền đặt cọc là sẽ được hướng dẫn tại, có giáo viên sẽ hướng dẫn các em. Thì nếu mà các em chuyển ra khỏi ký túc xá trong giữa học kỳ thì tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả cho các em. Thì tùy thuộc vào thiệt hại của phòng thì là tiền ký túc xá có thể là không được hoàn lại. Thì các em cần phải lưu ý là giữ gìn cho ký túc xá sạch đẹp và giữ cho phòng luôn sạch đẹp.好，宿舍里面有没有网际网络？有没有 WiFi？有哈，因为宿舍是在学校校园里面，在校园里面就是有 WiFi，学校的免费的 WiFi。学生你可以使用 ID number，你的学生的账号还有密码，你就可以使用学校校园里面的 WiFi 了。那你的学生的学生证号码 ID number，你到台湾之后，到学校之后，我们会告诉你你的 ID number 是什么。Ở trong khuôn viên trường có ký túc xá hay không thì là có wifi là có trong ký túc xá và trong toàn bộ khuôn viên của trường, và em có thể sử dụng bằng cách là sử dụng tài khoản ID, tài khoản học sinh của các em và sử dụng mật khẩu để đăng nhập và kết nối.好，宿舍门禁的时间有的哈，我们是有 curfew 的。宿舍每天晚上11点钟啊，每天晚上11点钟会点名啊，就是要 make sure 我们要确定每一个同学都是安全的、平安的在宿舍里面。所以晚上的11点到隔天早上的6点钟啊，这是门禁的时间，所以大家是不可以出宿舍的哈，不要出去外面，因为其实也很晚了嘛哈，所以请你待在宿舍里面。那除非有一些紧急的情况啊，紧急的情况，或你有一些特别的原因，你必须要离开宿舍，那请你一定要告诉宿舍的舍监的老师。那如果你周末啊，如果是 weekend，礼拜六、礼拜日，你说，哎，老师，我想要出去玩，或者是我有朋友啊，我可不可以到外面住啊？可能住外面朋友家啦，我周末不要回来宿舍，可以吗？啊，你可以依照学校宿舍的规定。可以申请外宿，就是住在外面。可是你一定要先跟宿舍的老师说，一定要先说哈，跟宿舍老师登记说，我今天我要住在外面，我没有要回来宿舍住。那宿舍老师就知道说，哦，今天晚上你没有在房间啊。那如果你有什么样子的特别的情况，一定要告诉宿舍的老师，我们要确定你是安全的哈，确定你在台湾是安全的，要不然你在。越南的爸爸妈妈也会担心嘛，对不对？Như các em đã thấy trên PPT rằng là ký túc xá bắt đầu kiểm danh vào lúc 11 giờ tối và thời gian kiểm soát ra vào là từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thì là trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau là sinh viên không được phép ra ngoài ký túc xá để vì lý do an toàn cho các em. Sinh viên nếu mà trong trường hợp là khẩn cấp các em cần phải đi ra ngoài thì cần phải thông báo cho các thầy quản sinh. Vào cuối tuần thì nếu mà các em có thể là có bạn bè hoặc là có người nhà Đài Loan là các em muốn đến thăm hoặc là ở qua đêm thì đương nhiên là được, nhưng mà các em cần phải thông báo cho nhà trường trước, nhà cần cần phải ghi nào là địa chỉ này, thông tin người liên lạc này, mục đích duy nhất là để đảm bảo an toàn cho các em trong trường hợp là các em có thể là mất tích thì các em nhà trường có thể là biết liên lạc, biết tìm, biết liên lạc với cảnh sát là ở đâu.寒假、暑假我可不可以住在宿舍？哈，因为中间会有一段暑假的时间是大概2个月的时间。你说老师，我想留在台湾，我没有要回越南，我想留在台湾，我暑假可不可以住在宿舍？你可以跟学校申请，还跟社监老师，老师会问你说，诶，你暑假要不要住在学校啊？那如果你想住在学校的话，暑假的住宿呢是要另外支付宿舍费的哈。暑假住宿的话，每一天是100块啊，100块新台币。Đó. Các em cần phải lưu ý là trong khoảng thời gian nghỉ hè hoặc là nghỉ đông
Thì nếu mà muốn ở ký túc xá của trường, nếu không muốn về Việt Nam ấy, thì các em cần phải đăng ký với giáo viên, thì sẽ có giáo viên đến hỏi các em là các em có muốn ở tại ký túc xá trong khoảng thời gian đó hay không. Thì chi phí là 100 đại tệ cho mỗi ngày trong kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè.那宿舍的安排呢，是学校来安排的哈，所以你不可以选室友。你说老师，我要跟谁谁谁住，我不要跟谁谁谁住啊，这样是不可以的。每一个外国学生到台湾来，到明传大学，我们都是要让自己有机会可以认识不同国家的学生，对不对？你到台湾来都是一个学习，让自己有跟不一样国家的学生相处的机会。所以呢，请不要选择室友。好，你到台湾来就是要适应台湾的文化，到台湾来学习中文，跟台湾的学生或者是不同国家的学生认识了，你的中文才会进步。好，所以宿舍里面的室友是不可以选择的，学校老师会帮你安排好你的室友。那刚刚的寝具刚刚说过了哈，寝具是要自己准备的，你可以在宿舍外面的商店购买。Khi mà các em có thể là số bạn sẽ thắc mắc là có thể là chọn bạn cùng phòng trước khi mà chuyển vào được hay không, thì đương nhiên là không, tại vì mỗi người sẽ có thời gian nhập cảnh khác nhau, thì để mà sắp xếp như vậy sẽ rất là khó cho nhà trường. Cái thứ hai là các em đã lựa chọn đi du học rồi thì các em cần phải là bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, là có thể là gặp nhiều người bạn hơn, gặp nhiều người học sinh đến từ các quốc gia khác nhau, thì như vậy nó mới có thể là tiến bộ trong cái gọi là cái giao tiếp của các em, cái tiếng Trung các em sẽ giỏi hơn nếu mà các em là ở được sắp xếp cùng phòng với các bạn người Đài hoặc là người Malaysia này. Thì cái vấn đề thứ hai là các em có cần phải chuẩn bị trước vật dụng trong phòng hay không, thì các em có thể là tự mình mua sang, hoặc là thầy khuyến khích là nên mua ở bên đây thì nó sẽ đỡ cái chi phí hành lý của các em hơn. Chi phí là tầm giá của chăn ga gối đệm là tầm 1.000 đến 2.000.那宿舍一个很重要的规定，宿舍你不可以让你的朋友进来你的宿舍啊。如果那个朋友不是宿舍的学生，他没有住在宿舍的话，不可以让他进来你的宿舍。尤其他是男生或者是女生，不同性别异性的朋友不可以进来宿舍，这是很重要的规定哦。不要让别的朋友进来你的宿舍是不可以的。Các em cần phải lưu ý rằng là nếu mà bạn của em không có đăng ký ở ký túc xá của trường thì các bạn đó không được phép vào ký túc xá, đặc biệt là bạn bè khác giới, thì các em cần phải lưu ý là không được cái vi phạm cái quy định của trường.那宿舍里面有没有吹风机啦、电热水壶、微波炉有吗？因为宿舍里面因为安全的考量哈，安全的关系有用电量的限制，所以宿舍里面是不可以煮东西吃的。那学校校园里面、学校外面吃东西都很方便啊，你可以在学校里面的宿舍的餐厅啊，一天的三餐，早餐、午餐、晚餐，大约是300块到500块新台币。啊，宿舍里面也有饮水机哈，你可以自己到饮水机，每一个楼层都有饮水机哈。教室外面也都有饮水机，所以喝水是很方便的。吹风机呢，你可以在台湾商店购买啊，台湾商店购买吹风机也很方便，很便宜，不贵。台湾的插头呢，我这边有照片秀给大家看，台湾的插头跟电压是110伏特哈。所以请在台湾购买吹风机就好了，不要从越南再过来啊！如果你电压不同、插头不同，这样是很危险的。所以在台湾买吹风机很便宜、很方便。Vì lý do an toàn thì các em không có được nấu ăn tại ký túc xá của trường, thành ra là các em sẽ không có lò vi sóng. Thì trong khuôn viên trường là cũng có một số quán ăn vào buổi trưa và buổi chiều, thì giá là theo thầy biết là rẻ hơn ở ngoài nhiều. Thì chi phí cho cả nguyên một ngày ăn là có thể là từ 300 đại tệ đến 500 đại tệ. Thì ký túc xá có máy lọc nước, thì khuyến khích là các em nên mua máy sấy tóc ở Đài Loan, tại vì Đài Loan là sử dụng điện áp là 110, Việt Nam mình là xài 220, thì có sự chênh lệch như vậy là có thể là xảy ra cháy nổ, sẽ không có an toàn. Thì các em có thể mua tại Đài Loan thì nó sẽ tiện hơn. Cái thứ hai rằng là
Em có thể nhìn trong hình phía bên góc đó là ổ điện của Đài Loan, đó là cái đầu nó sẽ dẹp chứ không phải là đầu tròn như Việt Nam mình. Thì các em cần phải chuẩn bị đồ chuyển đổi này, hoặc là các em có thể mua cái dây cái đầu để mà có thể là sử dụng để sạc điện khi mà đưa đến Đài Loan. Thì nhắc lại một lần nữa, đó là điện áp tại Đài Loan là 110 chứ không phải 220 như Việt Nam mình nha. Đó, sẽ làm sai cực.好，在宿舍里面有，可不可以洗衣服、烘衣服？哦，可以。好，宿舍里面是有洗衣机、烘衣机的。那这个费用大概是洗衣机大概是每一次30块新台币，那烘衣机大概是每一次10块钱啊。那宿舍里面有没有电锅啊？没有哦，你也不可以用电锅哦，你不可以自己在宿舍里面房间里面买电锅、买电磁炉，这样是不可以的，因为电压很危险。好，所以请不要在宿舍的房间里面使用电锅或者是电磁炉。Đó, trong cái lúc xá của trường là có máy giặt và chi phí mỗi lần sử dụng là 30 đại tệ. Thì vào mùa hè các em có thể là sử dụng phơi quần áo trên tầng cao nhất, hoặc là sử dụng máy sấy cho 10 lần 10 tệ, là tầm 7.500 đến 8.000 cho mỗi lần sử dụng. Thì tôi có thể sử dụng nồi cơm điện trong ký túc xá không? Thì tất nhiên là không, để phòng tránh là trường hợp cháy nổ này vì lý do an toàn của các em. Không sử dụng các đồ dùng trong bếp. Như là nồi điện, bếp từ, bằng là điện trong ký túc xá.好，再来就是新生的注册了哈。每一位学生到台湾来之后呢，你必须要到学校的校园里面来完成你的新生的注册啊。校园里面的新生注册，你一定要参加。Sau khi mà các em đã hoàn thành nhập cảnh Đài Loan, hoàn thành trong cái khâu ký túc xá, nên là bước tiếp theo sẽ là khâu báo danh dành cho học sinh mới.目前呢，我们的新生的注册的安排呢，在桃园校区呢，我们会告诉你怎么申请你的 Visa，怎么申请你的 ARC，还有明传的学生事务系统怎么使用，学校的校规、学校的环境啦、课程啦，怎么申请工作证这在新生注册的时候，老师都会告诉你。Về buổi báo danh dành cho học sinh mới thì đây là một buổi rất là quan trọng, thì thầy cực là khuyến khích các em là phải đang tham gia đầy đủ và đúng giờ. Thì tại buổi báo danh này là các em sẽ nhà cô thầy cô sẽ hướng dẫn các em nào là đăng ký thẻ cư trú, thông tin về visa của các em, hệ thống công tác sinh viên tại trường đại học Minh Truyền, những nội quy trường học, hướng dẫn các em là tham quan khuôn viên trường, thông tin về khóa học. Hoặc là đặc biệt là em nào muốn là đi làm thêm thì có thể là hướng dẫn các em đăng ký giấy phép lao động. Thì ngoài ra còn một số giấy tờ khác như là thẻ ID sinh viên của các em và cách mà đăng nhập vào hệ thống. Đó.所以在新生注册呢，我们也会告诉你学生的号码，你的学生证号码 ID number，还有你的密码，然后也会请你准备你的护照带过来啊。新生注册当天呢，你要带护照，还有家长、你的家人爸爸妈妈签名的紧急医疗的授权书，还有你从越南准备过来的保险的证明文件，这3项的文件呢，都请你带过来新生注册的现场。Đó, tại buổi báo danh dành cho học sinh mới thì vui lòng các em là chuẩn bị là hộ chiếu, cái thứ hai là giấy ủy quyền đăng ký điều trị y tế khẩn cấp do chính ba mẹ em viết tên, và thứ ba là nếu mà bảo hiểm của các em tại Việt Nam có bao gồm dành cho khi mà người đó đi ra nước ngoài thì các em phải đem theo giấy bảo hiểm đó, bản tiếng Anh và bản sao.我这边下面有列出来，有7位学生哈。这上面7位学生呢，是3月7号星期四晚上6点班机会到台湾，所以呢，我们会安排接机。好，我们会有学生到机场去接你们这7位学生。那接机之后呢，会送你们到学校校园里面的宿舍啊。然后隔天早上，星期五3月8号的早上的9点钟，早上9点钟。教室是在 Q505 啊，我下一页会有学校校园的照片。Q505 早上9点钟新生注册，所以请这7位学生呢在3月8号早上9点钟请你到 Q505 来办理新生的注册。
À, có thể thấy phía dưới PPT là có danh sách ngày 7 tây tháng 3 vào 6 giờ tối là có 7 bạn là sẽ đến Đài Loan. Thì vào ngày tiếp theo là ngày vào ngày 8 tây tháng 3 vào lúc 9 giờ sáng tại phòng Q505 là sẽ tiến hành buổi báo danh dành cho học sinh mới. Thì trang PPT tiếp theo là sẽ có sơ đồ của trường để cho mọi người biết là phòng Q505 là ở đâu.好，这是我们桃园校区的地图。然后你看到在最中间有一个 Q Building，我们学校哈，每一栋大楼都有一个名字，有一个英文名字。那 Q Building 是在最中间的哈，它是图书馆，也是行政大楼。那行政办公室都是在 Q Building 的一楼。像我们办公室、国际办公室，还有 Jason 老师的办公室，都是在一楼。要付钱，总务组你如果要付学费、宿舍费、保险费，也都是在这个 Q Building 的一楼。Các em có thấy là trong hình thì là chữ Q là nằm chính giữa của khuôn viên trường. Thì là nếu mà các em cần phải đóng tiền học phí này, đóng tiền ký túc xá thì là đều ở tầng 1 của tòa Q building này, tòa Q này. Thì văn phòng của thầy là em cũng có thấy là ở tầng số 1 là em thấy có cờ lá cờ Việt Nam. Thì các em còn có hỗ trợ gì có thể là tìm gặp đến thầy. Thì vào ngày 8 tây tháng 3 là sẽ được tổ chức vào tầng số tầng 5 của tòa Q vào lúc 9 giờ sáng.好，那 Q Building 的5楼呢，就是505教室，3月8号早上9点钟。我们刚刚有提到那7位学生哈，到台湾的7位学生，请你3月8号早上9点钟，请不要迟到啊。早上9点钟，Q505的教室要办理新生的注册。Đó, nhắc là 7 bạn học sinh sẽ nhập cảnh vào Đài Loan vào ngày 7 tây tháng 3 thì các em còn phải có mặt vào lúc 9 giờ sáng tại tòa Q505 vào lúc 9 giờ.好，那你看地图的左边哈，左边下面就是我们的宿舍了。男生呢是在宿舍啊，第一宿舍 Dormitory One 是男生的宿舍，女生呢是在国际学社 International Dormitory 是女生的宿舍，是在左边下面比较靠近学校侧门的地方。Về phía góc trái của bản đồ thì em có thể thấy rằng là có ký túc xá của nam là cạnh bên cái Family Mart, còn ký túc xá của nữ là ở văn phòng quốc tế thì gần cái cổng ra của trường.你新生注册当天呢，我们会告诉你怎么选课啊。你在台湾民传大学要认真选课上课嘛，对不对？大家都是希望中文会越来越好，所以选课呢，交换学生呢，每一个学期啊，每一个学期你至少一定要修9学分的课程啊，至少是9学分以上，最多呢，最多不超过25个学分啊，最多不超过25个学分。交换学生呢，如果你想要，如果你有兴趣的话，你可以选不同年级，你可以大一、大二、大三、大四的课都可以选，不同科系、不同校区的课程你都可以选。那可是你要看你自己的语言程度嘛，哈，看你可不可以听得懂。在台湾上课呢，就是用中文上课，或者是用英文上课，所以如果你的语言能力够了，你可以听得懂老师上课。那当然，你可以选择不同专业的课程是可以的。Sau khi mà hoàn thành buổi báo danh thì trong ngày là nhà trường sẽ hướng dẫn các em là làm thế nào để chọn khoa. Thì sinh viên trao đổi là phải học ít nhất là 9 tín chỉ, đó là tầm 3 môn, và nhiều nhất là 25 tín chỉ. Thì sinh viên trao đổi là tùy vào cái khả năng năng lực của các em thì các em có thể là chọn các môn ở năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4 đều ok hết, hoặc là chọn ở khoa khác là cũng được luôn, và ở khuôn viên trường khác nhau là cũng được luôn. Các em có thể là chọn là khoa ở khuôn viên Đài Bắc chẳng hạn, nhưng mà nếu vậy thì cái quá trình di chuyển nó có thể là hơi khó khăn chút, nhưng mà đó là tùy thuộc vào cái hứng thú của các em và cái trình độ năng lực của các em. Thì theo kinh nghiệm của thầy thì các em có thể là chọn trước môn đó, tìm hiểu về môn đó, tham dự buổi đầu tiên của môn đó như thế nào, nếu các em thấy phù hợp thì các em có thể là
để chọn tiếp tục học. Đó, học.好，这是学校的行事历哈，这个春季学期的行事历。那课程呢，在2月19号已经开学了，好，已经开学了。所以你到台湾来之后，你要很认真、很认真的学习啊，跟上课程的进度。那你到台湾来之后呢，要支付的是明传大学的学杂费，啊，每一个人每一个学期是38,288新台币，啊，这是现金。那明传大学的宿舍费用呢，啊，每一个学期大概是9,600元，如果是6人房的话，或者是11,000元啊，如果是4人房的话。然后我们也会请你要缴交你的保险的证明文件，从越南带过来的保险证明文件。还有你的家长签名的紧急医疗的授权书都要带过来。Những thông tin trên cái PPT này thì nhà trường đã nhắc nhở như 3 lần rồi. Thì như em thấy thấy rằng là lịch học kỳ mùa xuân thì là đã bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Thì sau khi nhập học là các em cần phải cố gắng để mà tham gia kịp cái tiến độ trên lớp. Thì thanh toán chi phí và học phí của trường đại học bên truyền là 38.288 đại tệ cho mỗi học kỳ. Thì 1 năm là có 2 học kỳ. Tiếp theo đó là chi phí ký túc xá tại trường đại học bên truyền là từ 9.600 đại tệ cho phòng 6 người và đến 11.000 đại tệ cho phòng 4 người cho mỗi học kỳ. Các em cần phải lưu ý là mang đầy đủ giấy bảo hiểm này và đặc biệt là giấy ủy quyền điều trị y tế cấp cho chính ba mẹ em ký tên.好，那接下来是学校的接下这个学期哈，会有什么样子的活动呢？2月28号，明天哈，刚好是明天是不上课的哈，这是国定假日。3月23号是明传大学的校庆啊，67周年的校庆。4月3号到4月8号啊，这是我们的春假，学校的春假是不上课的。4月15号到19号是期中考试。5月20到5月24号，这是毕业班考试啊，这是毕业班是针对大四的学生。6月10号是端午节不上课，6月17到6月21号是我们的期末考试。Đó, các em có thấy rằng là vào ngày mai thì nhà trường là có không có lớp học. Vào ngày 23 tháng 3 thì là nhà trường sẽ kỷ niệm 63, 67 năm thành lập. Thì ngày từ 3 Tây tháng 4 đến 8 Tây tháng 4 thì là nhà trường sẽ nghỉ là xuân giả, là nghỉ mùa xuân, nghỉ kỳ mùa xuân, là không có lớp học vào thời điểm đó. Nhưng mà 1 tuần sau là sẽ tiến hành thi giữa kỳ. Thì các em có thể là tranh thủ khoảng thời gian đó là ở nhà học bài. Thì từ 20 Tây tháng 5 đến 24 Tây tháng 5 thì là tuần thi dành cho lớp tốt nghiệp là lớp năm thứ tư, năm cuối. Vào ngày 10 Tây tháng 6 thì là nhà trường sẽ có buổi nghỉ học, là đó là do Tết Đoan Ngọ, không có lớp học vào buổi đó. Vào ngày 17 Tây, 1 tuần sau thì là sẽ tiến hành tuần thi cuối kỳ.那考完试之后呢，就是我们的暑假了哈。所以6月22号到6月24号呢，如果你没有要住宿舍，如果你暑假你可能要到外面住的话，你就要把你的宿舍清理干净啊。如果你要到外面住的话，那如果暑假呢，你想要住在宿舍的话，你可以跟宿舍老师登记，告诉宿舍老师说，老师我想要暑假住在宿舍。那暑假的费用刚刚有提过了哈。每一天的暑假的住宿费用是每一天新台币100元。好，然后到9月9号星期一，这是我们秋季新的学期的开学的第一天，是9月9号。所以暑假很长哈，暑假有2个多月的时间是暑假。那你可以自己想一想，规划，提前规划好你暑假想要做什么。你想在台湾工作吗？打工吗？还是你想要回越南过暑假？你可以先想好。Đó. Sau khi mà hoàn thành tuần thi cuối kỳ thì là sẽ bắt đầu là nghỉ hè. Thì các em có thể là lựa chọn là về nước đón hè ở Việt Nam, hoặc là các em có thể là ở lại các em có thể là ở lại Đài Loan để mà làm. Thì các em còn phải lưu ý rằng là các em có muốn tiếp tục ở ký túc xá hay không, hay là muốn chuyển ra ngoài. Thì nếu mà muốn tiếp tục ở ký túc xá thì em cần phải thông báo với bên người giám sát ký túc xá hoặc là giáo viên quản sinh. Em lưu ý là phải trả thêm phí, thì hồi nãy thầy đã nhà trường có nhắc là bao nhiêu, là 100 đại tệ cho 1 ngày. Thì em cần phải lưu ý để mà tránh trường hợp rằng là đến
nghỉ hè mà các em không đăng ký thì các em bắt buộc là phải bị chuyển ra ngoài ở họ.这是我们上课的课表哈，我这边有写了哈，因为如果你是 A1、A2 的成绩的话，你的 TOEFL 是 A1、A2 的话，你是属于一年级哈。我们中文系一年级一年丙班，那上面呢就有一年丙班的学生的名字，你可以导一下你的名字有没有在上面。那这个课表呢是给大家看的哈，这课表呢你可以自己选择说。你至少一定要上9个学分以上哈，至少一定要修9学分以上的课程。啊，那这个课表呢是一年级的课表。老师，我想请问，下面有都是可以选吗？有必修的吗？其实都是可以选，因为交换学生必修、选修都是可以的，没有一定说必修一定要上哈。交换学生的选修、必修是没有什么关系的。那都是可以修，都可以上。谢谢老师。好，các em có thấy là danh sách bên tay phải là danh sách dành cho lớp 1, là những bạn có trình độ từ A1 đến A2. Để các em có thể là tìm xem là tên mình có trên đó hay không. Cái thứ hai là các em có thể thấy là bên tay trái là cái thời khóa biểu. Thì như hồi nãy là các em có thể chọn là học ít nhất là 9 tín chỉ. Đó là 3 lớp, 3 môn hoặc là nhiều nhất là 25 tín chỉ. Các em có thể là dựa vào cái trình độ của mình hoặc là em muốn là học nhiều hơn á, thì các em phải là chọn nhiều hơn. Thì chi phí là đã bao gồm là trong cái tiền học phí của em rồi, là 38.000, là các em phải chọn nhiều chọn ít, là không có phải trả thêm chi phí nào cả. Thì các em phải là dựa vào cái kế hoạch của mình, các em phải là lựa các thời điểm thích hợp, thời gian học thích hợp đó.好，这一页是我们二年级哈。如果你有 B1，就是如果你的 TOEFL 是 B1 的程度的话，你是二年级的学生。那这是二年级的课表，好，二年级的课表。那当然，如果你说老师，我二年级了，我可不可以修一年级的课，或可不可以修三年级的课，也是可以的哈。就是我们交换学生选课比较自由一点点。如果你觉得我听得懂，我上课没有问题，当然你可以选择一年级、二年级、三年级的课都是可以选择的。Còn đây là danh sách của các bạn lớp 2 là có trình độ B1. Thì các em có thể suy nghĩ là mình có thể là chọn cái lớp của lớp 1 hay không, các môn của lớp 1 hay không, thì đương nhiên là được. Hoặc là có thể chọn các môn của lớp cao hơn thì đương nhiên cũng là được luôn. Thì chỉ tùy vào cái khả năng trình độ của các em có thể là nghe hiểu hay không, em có thể là theo kịp lớp hay không. Thì nếu được thì nhà trường đó là khuyến khích các em là thử thách bản thân mình chẳng hạn.那这是三年级啊，三年级我们是一位学生五十额嘛哈，因为五十额你是 B2 啊，B2 的成绩，所以你现在是三年级啊，三年级的课比较少一点哈，可是你没有关系哈，你也可以选择二年级或一年级的课。那如果五十额，如果你的中文没有问题了，你当然也可以选择我们明传大学其他用中文上课的专业都可以，我们有观光学院啦，设计学院啦。有很多很多中文上课的专业，你都可以去上啊。如果你是可以听得懂的话，那当然五志和你可以去选择更多更多的专业啊，因为你的中文程度是比较好的。Đó. Còn lớp 3 là có một bạn học sinh duy nhất thôi, đó là bạn em Vũ Thị Nga. Thì lớp các em có thấy là thời khóa biểu thì có thể là có hơi ít môn một chút, nhưng mà nếu em cảm thấy rằng là trình độ tiếng Trung của em đã đủ rồi, đã có thể là tham gia các lớp học khác, giống như là ở các khoa khác như là khoa du lịch, khoa nhà hàng chẳng hạn, để học hỏi thêm, thì nhà trường hoàn toàn là khuyến khích em Vũ Thị Nga có thể là đi theo lựa chọn đó. Thầy ơi, Là em muốn hỏi, sư em có thể chọn lớp giống các bạn năm 1 được không ạ? Chọn môn giống các bạn năm 1 được không ạ? được chứ. Sau khi chuyển T Một年级的课吗？一年级的课是可以，你是说五十额在问是吗？对对对是对。是他。对，如果他说我不想选三年级的课，我可不可以选一年级、二年级的课？当然也是可以的，他可以自己决定。Hoàn toàn là được nhé em nha. Vâng ạ, em cảm ơn ạ.那接下来这个是费用的整理哈，在台湾明传大学，一个学期的话哈，如果就读一个学期，
你要准备哪些费用呢？这也很重要哈，所以大家要认真一点听啊，也要跟你的家人说，跟在越南的爸爸妈妈说啊，我要准备多少的费用啊，在台湾就读一个学期的话，好，这个费用呢好，啊，如果是，你说。đây là phần mà về chi phí khi mà nhập học tại trường đại học Minh Truyền, hay là cũng là chi phí mà các em sinh sống tại Đài Loan, thì em còn phải là chú ý để mà có thể nói cho phụ huynh biết, để có thể là chuẩn bị đầy đủ trước khi đến Đài Loan.来，费用上面有列得很清楚了哈。首先是你的居留证哈，外侨居留证就是 ARC，ARC 申请一年的话，新台币是1010块新台币。那工作证哈，如果你要工作要打工的话，一定要申请工作证。那工作证的话，如果是6个月的话，是100块新台币。那民传大学的学杂费啊，学杂费是38288啊，38000多元的学杂费啊，再来就是我们的宿舍费啊，宿舍费是大概是11000元哈。新生的健康检查的费用哈，如果你没有健康检查的话，你到台湾来要做健康检查，大概是这个费用。还有保险费啊，如果你在越南没有保险的话，你到台湾来加入民传大学的学生的保险的话，大概就是这个费用。那全部加起来呢，一个学期呢，大概就是这么多的费用，将近是新台币的6万元嘛，哈，差不多新台币6万元。所以我们有说哈，你在机场在换钱的时候呢，你可以先准备好新台币的现金的6万元。好了，Jason，请说。好，刚网络不好，没关系，các em có thấy rằng là trên cơ bản thì là những chi phí mà các em cần phải chi trả, thứ nhất là giấy chi phí đăng ký giấy phép cư trú cho 1 năm đó là 1.000, chi phí giấy phép lao động cho mỗi lần đăng ký 6 tháng là 100 đồng, học phí và lệ phí cho mỗi học kỳ 1 năm là có 2 học kỳ ha, là từ 38.288 đài tệ, và phí ký túc xá là từ 1.000 đến 16.000, đó là bao gồm cả tiền điện luôn rồi. Sau đó là phí khám sức khỏe cho tân sinh viên, và sau đó là phí sinh viên bảo hiểm cho 6 tháng dành cho học sinh nước ngoài. Thì tổng chi phí đó là 60.000 đài tệ cho một học kỳ, đó là khoảng 2.000 đô. Thì các em có thể là thông báo cho phụ huynh biết trước khi mà đến nhập học tại trường Đại học Minh Truyền.那这个费用的表格上面呢，你会注意到哈，你个人的生活费就是在台湾吃饭的钱是没有在上面的。对，你三餐、早餐、午餐、晚餐的费用啊，如果你有搭公车啦或搭捷运的费用啦，买书的费用都是没有在上面的啊，这是另外的部分。所以个人的生活费呢，我们估计一个学期呢，一个学期4.5个月哈。因为在台湾是4.5个月18周的话，哈，一个学期大概是新台币的42000元的个人的生活费用。那你可以到台湾来，你可以在台湾的银行开户，开一个账号，然后你的家人在越南的家人呢，就可以把你的生活费汇到你台湾的账号了。你这样子去领钱的时候就比较方便了。Đó, các bạn thấy rằng là trên cái bảng đó thì không bao gồm là chi phí sinh hoạt cá nhân, thì là bao gồm là ăn uống này, đi lại, hoặc là sách vở này. Cái này là tùy thuộc vào cái cách sử dụng của mỗi người, nhưng mà theo nhà trường tính là tầm 42 đại tệ cho một học kỳ, là tầm 4 đến 5, 4 tháng rưỡi, 18 tuần. Thì các em có thể là đăng ký tài khoản bưu điện tại Đài Loan, thì nhà gia đình là có thể là chuyển tiền từ Việt Nam sang Đài Loan, là các bạn hay là rút tiền tại các chi nhánh ATM của bưu điện, ATM bưu điện. Thì hoặc là các em có thể là mang theo thẻ ATM, nhưng mà hồi nãy thầy có nhắc rằng là khi mà các em rút là sẽ có giới hạn, một lần thầy nhớ không làm là chỉ không được quá 6.000 đại tệ, và 6.000 đại tệ nó là em còn phải tính thêm là phí chuyển đổi này, hoặc là phí rút tiền này, nó sẽ hơi mắc một chút.
好，这个就是我们的最后一页了哈，我们的联络方式。那我是 Ivy，这是我的 email。那 Jason 老师呢，是我们越南老师，他的 email 在这里。所以如果你要跟 Ivy 写信呢，你如果要跟我写 email 的话，你可以用中文或者是用英文。那跟 Jason 老师呢，你可以用越南文跟 Jason 老师是沟通的。好，这是我们的最后一页了。那有什么问题呢？你都可以举手发问，或者是在我们的 chat room 里面用打字的打下来。À, đây là trang cuối cùng của buổi hướng dẫn ngày hôm nay. Thì nếu mà các em có bất cứ vấn đề gì thì em có thể liên lạc với cô Ivy. Thì các em có thể viết bằng tiếng Trung này hoặc là viết bằng tiếng Anh. Thì nếu mà em muốn viết bằng tiếng Việt ấy, thì em có thể liên lạc thông qua thầy. Đó là địa chỉ email của thầy và số điện thoại. Nếu mà các em có câu hỏi nào khác thì em có thể là giơ tay lên hoặc là trong phần trò chuyện là các em có thể là gửi câu hỏi để thầy cô hỗ trợ em trả lời. Đó, em Thu Thảo có câu hỏi nào? Cho em hỏi với ạ, vừa nãy là em xem cái lớp 1, lớp 2, lớp 3 ấy ạ, thì lại không có tên em. Thì bây Ok. giờ... Đạo sư, ta số căng cái học sinh đó mình đã không có tên mình. À, oh, 真的吗？他是什么名字呢？他可以打下来吗？可不可以打在那个 chat box room 里面？好，em có thể đánh tên của em trong cái phần trò chuyện của họ.应该是范范是秋草，范是秋草吗？是。好，没关系，那我再对一下他的名单，好不好？啊，范是秋草吗？他有打下来了吗？还没，我直接对，翻老译。师，你帮我，Jason，你帮我打一下，嘿，你帮我打一下，可能是名单，可能没有对到啊。Em Thảo, em xem thầy viết tên em nhìn thấy có đúng không? Okay. 好，有什么问题？哎，是。对对，是他的名字。还有什么问题，请大家提出来，不要好，太害羞，好吗？còn có các bạn còn khác có câu hỏi nào không? Mạnh dạn lên nào. Em cao thanh cái chữ lộn高青龙，高青龙，lộn lộn à. Thầy thầy ơi, cho em hỏi là cái học phí của kỳ 1 là mình qua mình đóng luôn hay sao thầy? Với cái học phí của kỳ 1 thì có thể chia ra đóng được không thầy? Đó. Tha quên đi cái sửa chỉ đó sửa phải sự trực tiếp sửa sau khi chào哦，đó来到台ho 湾可以之后，3月8号就可以缴第一个学期的学费了。哦，好，然后可以分期付款。新生的部分，第一个学期是没有的。那第二个学期就可以申请分期付款了。好，chào em Long ha. Về chi phí học phí vào năm học đầu tiên thì là sẽ được đóng vào ngày 8 tây tháng 3. Còn do là học kỳ đầu tiên là không có thể mà đăng ký đóng phân kỳ được. Nhưng mà sau khi mà qua học kỳ thứ hai thì em có thể đăng ký đóng phân kỳ. À, 新生到台湾Em có来，nói chứ?新生哈，新生是要支付学杂费的哈。然后第二个学期在秋季学期的时候，9月份的时候，如果你想要申请分期付款的话，你可以申请用3期啊，我们有3个期，就第一期、第二期、第三期的分期付款，你可以申请。Đó. Sau khi qua học kỳ thứ hai thì em có thể đăng ký đóng phân kỳ để có thể phân ra thành 3 kỳ. Đó.有没Em有Long什có么rõ问chứ?题？对，大家赶快提出来哦！Dạ有rõ什rồi么问题？thầy. Đó. Còn có có câu hỏi nào khác không?真的都没问题了吗？我们讲得这么清楚了吗？大家都没有问题。没问题喽？真的吗？那我们要结束喽，我们要把Nếu không meeting còn结câu束hỏi喽。nào khác, nếu không còn câu hỏi nào khác thì buổi hướng dẫn sẽ kết thúc. Em có câu hỏi nào không?你可以用越南文提出问题啊，你也可以打字啊。哎，有人打字了。Đó. Hà Quân, 如果
要念硕士班，可以吗？硕士班，我不懂哎，应他该，现在是交换学生哎，是来台湾一年的对。交换学生，他为什么要问说念硕士班？他是指说他从越南的大学毕业之后要来台湾念硕士的意思吗？哦，他是问硕士班是有哪些科系？硕士班的话，我们很多科系都有哎，其实他可以到网络上看，可是他中文要够好哦。他中文有到 B2 了吗？trường mình là nếu mà muốn học thạc sĩ là có rất là nhiều ngành nhé em Thảo Hiền. Em có thể là lên mạng để mà tìm hiểu, nhưng mà yêu cầu là tiếng Trung là phải giỏi, ít nhất là B2 trở lên. Thứ hai là giáo sư sinh quân那个申请工作证要大概多久？工作证申请了，应该 Jason 你有申请过吗？大概多久？有，快的话要1到2周，网络上申请，对不对？对，但是要先拿到那个居留证，还有那个学生证，对呀，所以需要一点时是。间，所以我猜了，我估计应该至少要1个月的时间吧，对不对？是，好，那我再解释给他。好。好，về vấn đề là đăng ký thẻ đi làm thì trước nhất là nếu để đăng ký thẻ làm em cần phải có giấy cư trú, thẻ cư trú và đó là cần phải có thẻ học sinh. Thì trong khoảng tất cả thời gian mà để đăng ký tất cả những cái thứ đó thì tầm là 1 tháng thì xem sẽ có là có thẻ đi làm.还有什么问题呢？如果你很害羞，很害羞，你不好意思讲话的话，请你用打字的方式写下来。可以将你的问题打字写下来。如果都没有好问题，，OK，没有问题的话，我们就要结束了，就是台湾见了。If you don't have 好，any nếu không còn câu hỏi questions，nào khác, nếu không còn câu hỏi nào khác thì buổi hướng dẫn sẽ kết thúc ngày hôm nay và hẹn gặp các em tại Đài Loan. Hello，没问题了。Bye，see you in Taiwan，台湾见喽，拜好，拜。好，chào tạm biệt các em ha. Cảm ơn các em đã có mặt tại buổi hướng dẫn ngày hôm nay. bye 好，那啦，拜拜老师，拜拜，谢拜谢拜，谢谢 Jason，拜拜，Jason，拜拜，再见，老拜师，拜，老师再再见，见，再谢谢见，台老湾见师，了，拜拜。台湾见。拜拜。好，那我可以离开吗，老师？可以，你赶快去赶飞机。好。